Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món chè thập cẩm. Món chè thập cẩm này thì mình dùng làm món tráng miệng trong những bữa tiệc rất là ngon. Nguyên liệu cho món chè thập cẩm này thì mình thấy nó nhiều, nhưng mà nếu mà mình biết chuẩn bị và sắp xếp trước thì làm tiện lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món chè thập cẩm với Diễm nha. Rau câu là phần mình đi làm đầu tiên, thì ở đây Diễm có 5 gram, Diễm sử dụng rau câu giòn ha, đây là cái gói này. Nếu mà mình không có, mình dùng rau câu dẻo hoặc là mình dùng xương sáo cũng ngon nữa. Diễm cho vào 20 gram đường, 300 ml nước ở nhiệt độ phòng ha, tức là nước không nóng cũng không lạnh. Mình khuấy ra cho đường và rau câu nó tan tí xíu á, và mình để ở đây cho nó nghỉ 30 phút, giúp cho khi mình đổ rau câu nó không có bị ra nước đó. Sau 30 phút á, thì mình sẽ bắt lên bếp ha, mình bật cái lửa lớn nhất luôn và mình nấu cho cái rau câu này nó sôi lên. Mình có thể khuấy nhẹ ha, cho cái rau câu nó tan đều á. Khi mà mình thấy rau câu nó vừa sôi á, thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha, tránh cho rau câu nó bị trào. Và mình cho vào 100 ml nước lá dứa, thì Diễm xay 10 gram lá dứa với lại 110 ml nước lạnh á. Cho lá dứa vào thì mình khuấy đều và mình tăng cái lửa cao lên ha. Khi mà cái nước này nó sôi á, thì mình nhấc khỏi bếp. Nhấc khỏi bếp á, thì mình hớt những cái bọt ở bên trên cho nó sạch và mình đổ ra cái khuôn hay là cái chén đều được. Mình để cho rau câu nó nguội, nó đông lại rồi mình mang mình cất vào trong tủ lạnh là được. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái phần đậu. Thì đậu mình có thể dùng đậu đen nè, đậu đỏ, đậu trắng đều ngon. Thì hôm nay Diễm dùng đậu hộp người ta nấu sẵn như vậy nè, tiện và nhanh lắm. Diễm mua ở Rema Thiều Sinh ha. Thì với cái công thức này á, mình cần hai cái hộp đậu. Thì lúc mà đổ ra mình cân được là 350 g đậu đã nấu chín rồi nha. Nếu mà có thời gian thì mình tự nấu đậu ha. Thì cái cách nấu á, Diễm có để cái link trong phần miêu tả video nấu như là mình nấu đậu của chè đậu trắng gì đó. Mình đổ đậu ra cho nó ráo nước và mình xả lại cho đậu nó sạch ha, tại vì cái nước đậu này nó không có được ngon lắm. Sau đó mình bắt một cái nồi nhỏ lên bếp á, Diễm cho vào 50 g đường, 100 ml nước và mình nấu cho cái nước đường này nó sôi nó tan ra ha. Khi mà mình thấy cái nước đường nó sôi bùng lên luôn á, thì mình sẽ cho cái phần đậu vào. Như vậy giúp cho cái đậu của mình nó có cái vị ngọt, nó mềm, nó dẻo, nó ngon hơn. Mình nấu ở cái lửa trung bình ha, trong vòng 5 phút á là được. Sau 5 phút á thì mình thấy cái nước đường á nó còn xăm xắp như vậy nè, mình nhấc khỏi bếp, mình để nguội. Bây giờ tới phần đậu xanh, thì đậu xanh á Diễm đã nấu sẵn rồi. Cái cách nấu và công thức thì Diễm cũng để ở phần miêu tả video. Mình nấu làm sao cho cái đậu nó nở và nó mềm như vậy là ngon nè. Thì bây giờ á, Diễm cho vào tí xíu đường cho cái đậu của mình nó ngon hơn là 20 gram. Để tạo thêm độ thơm cho chè thì Diễm cho vào 5 gram đường vani. Nếu mà mình không có thì mình cho một muỗng cà phê tinh chất vani. Tiếp theo là 100 ml nước sôi và mình dùng cái phới lòng á, mình đánh cho cái phần đậu này nó tan đều ra. Nếu mà mình thích nhuyễn á, mình cũng có thể dùng máy xay ha. Diễm thấy mình đánh như vậy thì cũng ngon lắm rồi. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa thì mình cần 800 ml. Nếu mà mình thích béo thì mình dùng coconut cream ha, Diễm dùng coconut milk. Để tạo đồ ngọt á, thì Diễm cho vào 200 g đường. Nếu mà mình ăn ít ngọt hơn á, thì mình cho 160 g. 10 g bột năng á, để mình tạo cái độ sánh cho nước cốt dừa. Mình khuấy ra cho nó tan đều tí xíu ha. Và Diễm cho vào 1/3 muỗng cà phê muối, giúp cho cái cốt dừa của mình nó đậm đà hơn. Bật bếp lên á, thì mình để cái lửa lớn nhất nha, và mình khuấy thiệt là đều tay luôn cho tới khi mà mình thấy cái nước dừa của mình nó sôi lên á. Mình để khoảng cỡ 5 giây á, lúc mà bắt đầu từ lúc nó sôi á là mình nhấc khỏi bếp. Rau câu sau khi mà đông lại rồi thì mình sẽ cắt ra nhỏ ha. Ngày xưa nhà Diễm bán chè thì dùng cái đồ mà bào sợi dừa đó, mình bào ra thành từng sợi nhìn hấp dẫn lắm. Đó, mình cắt ra miếng vừa ăn. Chè này á, nếu mà mình có những cái đồ đựng như Diễm á, thì mình bày ra như vậy. Ai thích ăn cái gì nhiều thì múc cái đó ha, nhìn nó hấp dẫn hơn. Đây là hạt lựu nè, nên có cái hạt lựu này thì giúp cho chè của mình rất là ngon. Cái cách làm và công thức thì Diễm cũng để cái link ở phần miêu tả video. Đậu á, thì mình cũng vớt ra ha, và mình để cái phần nước đậu luôn, cho cái đậu của mình nó không có bị khô.
Đậu xanh mình cũng múc ra như vậy. Và thêm một cái nguyên liệu mình cho vào rất là ngon, đó là dừa sợi ha. Dừa sợi mình dùng dừa non, hoặc là dừa này Diễm mua dừa đông đá thì Diễm thấy ăn cũng ngon. Mình cần là 100 gram. Nếu mà mình không có rau câu á, mình có thể dùng gelatin để mình đổ thành rau câu cũng ngon nữa. Nước đá thì mình có thể dùng đá bào hoặc là đá viên đều được. Nước cốt dừa cho vào chè thì nó phải có độ sệt á, mới ngon ha. Mình để nguội thì nó sẽ đặc hơn tí xíu. Thêm một cái nguyên liệu nữa mình nên có, đó chính là đậu phộng rang nha. Cho tí xíu đậu phộng rang vào ấy, thì khi mình ăn nó có một cái độ giòn và bùi, ngon lắm luôn. Những cái nguyên liệu này á, ví dụ như đậu nè, mình có thể nấu từ hôm trước ha. Rau câu mình cũng có thể làm từ hôm trước. Về hạt lựu á, thì mình cắt củ năng ra sẵn và mình ướp màu, mình cất vào trong tủ lạnh đi. Khi nào mà bắt đầu mình đãi chè thì mình lấy ra, mình tẩm bột năng và mình luộc nhanh lắm. Chè thập cẩm này Diễm thấy dễ ở chỗ là mình kết hợp với lại nguyên liệu nào cũng ngon. Diễm có ăn chè thập cẩm như vậy mà cho thêm tí sầu riêng nè, hoặc là mình có thể cho cốm dẹp vào luôn, hoặc là mình có đậu phộng da cá đó, mình cho vào cũng ngon lắm. Dưới những nguyên liệu này thì mình sẽ múc được từ 10 cho tới 12 ly chè, tùy cái ly của mình nó nhỏ hay là lớn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những ly chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.